Vâng, xin chào các bạn. Hôm nay series video Business Marketing by Phan Anh và các cộng sự sẽ hướng dẫn cho các anh chị và các bạn một cái bài có tên là xu hướng mua hàng theo chu kỳ sống của gia đình. Để bắt đầu cái bài này thì chúng tôi lựa chọn một cái bản nhạc của ca sĩ Hoàng Thùy Linh có tên là Để Mị Nói Cho Bà Nghe. Lựa chọn cái đoạn nhạc này một chút để cho thứ nhất là thay đổi cái không khí, và thứ hai để cho các anh chị hiểu là cái câu mà trong lời bài hát cũng rất là phù hợp với cái chủ đề của chúng tôi, đúng không ạ? Bởi vì chủ đề của chúng tôi là theo một cái chu kỳ sống của gia đình, từ một cái hành vi con người từ lúc đẻ ra đến lúc chết đi thì nó chính là một cái chu kỳ sống. Và trong cái chu kỳ sống như vậy sẽ có từng cái giai đoạn, và các cái sản phẩm và dịch vụ sẽ hướng tới những cái giai đoạn như vậy. Về mặt bản chất thì đây nó giống như là chúng ta đang phân tích về chu kỳ sống và cái gọi là nhân khẩu học của hành vi của khách hàng đó. Thế thì các anh chị có thể hình dung ra là gì ạ? Những cái giai đoạn mà nó tác động ảnh hưởng rất lớn đến cái sự thay đổi trong hành vi mua và trong suy nghĩ của khách hàng, thì như vậy người ta gọi là cái giai đoạn mà có tác động trực tiếp đến cái tâm sinh lý cũng như là cái khả năng thu nhập cũng như là cái hành vi mua, đấy là cái chu kỳ đó. Thì chúng ta có thể chia theo cái sự kiện như sau. Thứ nhất là giai đoạn còn nhỏ, trẻ con, đúng không ạ? Giai đoạn trưởng thành, độc thân, và giai đoạn đến mà trong lúc mà chúng ta đã kết hôn nhưng chưa có con, giai đoạn là có con, có một đứa con, giai đoạn có hai đứa con, đúng không ạ? Giai đoạn có 3 đến 4 năm, cái số lượng này cũng hơi ít con, đúng không ạ? Giai đoạn tiếp theo là tổ ấm bắt đầu trống vắng, bắt đầu các con cái lớn dần và tách riêng, và sau đó là cái giai đoạn cuối là về hưu và độc thân, và cuối cùng là chết, đúng không ạ? Chết cũng là một sự kiện quan trọng mà một số những cái đơn vị cung cấp sản phẩm và dịch vụ người ta cũng quan tâm. Thí dụ như dịch vụ ma chay hoặc là dịch vụ bảo hiểm, người ta rất là quan tâm đến sự kiện chết của con người. Thế còn cái sự kiện mà sinh con, đúng không ạ? Thì khi mà sinh con ra thì những cái đơn vị bán đồ mẹ bé người ta rất là quan tâm. Đấy. Thì ở mỗi một cái giai đoạn của một chu kỳ sống thì cái số lượng thành viên trong gia đình thay đổi, tuổi tác thay đổi, kinh nghiệm sống thay đổi chính xác ạ. Các quan niệm của họ cũng thay đổi, và đặc biệt là điều kiện kinh tế cũng thay đổi. Từ đó là những cái sản phẩm và dịch vụ họ mua sắm và tiêu dùng là khác nhau. Thì chúng ta hiểu được điều này thì chúng ta sẽ có cái nhìn rộng hơn, và chúng ta cung cấp những cái sản phẩm và dịch vụ phù hợp với các cái nhóm tập khách hàng và theo các cái chu kỳ. Vâng, thí dụ như là cái giai đoạn độc thân trước 18 đến 25 tuổi, còn trước đấy thì là giai đoạn chúng ta phụ thuộc về tài chính, thì chúng ta sẽ muốn bán được hàng cho nhóm khách hàng này thì các bạn sẽ phải, thực chất là các bạn đang bán tới nhóm khách hàng phụ huynh. Nha, đấy là lý do tại sao mà chúng tôi không trình bày cái nhóm trước 18 tuổi. Vâng, cái nhóm này thì cái thu nhập thấp nhưng mà lại ít có gánh nặng về tài chính, bởi vì nhóm này là chưa có những cái người phụ thuộc. Người phụ thuộc như là vợ chồng hoặc con cái, bố mẹ già. Cái nhóm này rất là sướng, đúng không ạ? Mị vẫn còn trẻ, mị muốn đi chơi, đúng không ạ? Và mị còn chưa có người yêu, kiểu như thế. Thì những cái câu nói rất là vui trong một cái lời bài hát để cho mọi người hình dung ra là cái giai đoạn này. Họ tiêu dùng thì có xu hướng họ tiêu dùng cho bản thân. Họ sẽ tập trung vào những cái sản phẩm mang tính chất cá nhân như là mỹ phẩm, thời trang, đồ ăn, du lịch trải nghiệm, xe máy, thể thao. Đấy là những cái sản phẩm mà sẽ hướng tới cái nhóm khách hàng này, giáo dục, du học, vân vân. Vâng, sau khi mà chúng ta bước qua cái giai đoạn độc thân thì chúng ta sẽ bước vào cái giai đoạn là chúng ta kết hôn. Và chúng ta kết hôn nhưng mà chưa có con. Độ tuổi bình quân thì nó sẽ rơi vào từ khoảng 20 cho đến 26 đối với nữ, và độ tuổi khoảng tầm 23 cho đến khoảng 30 đối với nam. Còn cái nhóm mà đối với nam thực tế thì nhóm khoảng 25, 27 là cưới rất là nhiều, và nữ thì nhóm khoảng 23, 26 cưới rất là nhiều. Đấy, cái con số tuổi tác thì các bạn có thể cân đối, vì đây là tính theo cái trung bình thôi, và cũng phụ thuộc vào nam nữ nữa. Nhìn chung là độ tuổi kết hôn và sinh con lần đầu của người phụ nữ ở Việt Nam là nó rơi vào khoảng 23 tuổi. Đấy là tính trung bình, đúng không ạ?
Thế còn nam giới là khoảng 25 26 tuổi. Thế thì cái giai đoạn mà mới kết hôn mà chưa có con, thực ra đây là một cái giai đoạn mà cũng rất là ngắn, bởi vì với đặc tính tâm lý của người Việt là chúng ta kết hôn xong là thường là chúng ta thích có con ngay. Đó, một số cũng có kế hoạch để sau nhưng mà thường là thích có con ngay. Thế nên là hoặc là có một số là chúng ta thấy là tỷ lệ bây giờ là có thai rồi mới cưới rất là cao, đấy là do đặc thù của người Việt, do những cái yếu tố như là sợ bị vô sinh rồi thì sợ không có con rồi sợ những cái vấn đề này vấn đề khác, thì đấy là do đặc thù văn hóa thì cũng rất là tốt, thì các bạn cần phải lưu ý cái điều này. Thì cái thời gian của cái nhóm tuổi này thì rất là ngắn đấy nhá, và cái tiêu dùng thì họ tiêu dùng tập trung cho việc là mua sắm các cái đồ dùng gia đình mới cưới, mà như là các cái nhóm sản phẩm liên quan đến thời trang, liên quan đến home decor, tức là đồ dùng gia đình, rồi thì nồi niêu xoong chảo bát đĩa, ý tôi là vậy đấy. Và bắt đầu có xu hướng là mua xe, rồi mua nhà, mua chung cư đấy, rồi mua những cái mặt hàng tiêu dùng điện tử, điện lạnh, điện gia dụng để mà trang trải cho cái cuộc sống nó tốt đẹp hơn, như là tivi, tủ lạnh, máy giặt, điều hòa, rồi thì máy xay sinh tố, lò vi sóng, rồi thì máy ép vân vân, rồi máy này máy kia rất nhiều đấy. Và thỉnh thoảng thì quan tâm đến ẩm thực, ăn uống, giải trí một chút. Vâng, nhưng bắt đầu là có xu hướng tiết kiệm để mua sắm cho con cái, vì chuẩn bị cho cái thời kỳ sau sinh. Ở Việt Nam thì thường là sau khi kết hôn khoảng tầm 6 tháng thì các gia đình sẽ có con, thì đấy là do đặc tính người ta cấy giống ngắn ngày ở Việt Nam. Rồi sau khi mà cấy được giống ngắn ngày và có con rồi thì là thường bắt đầu là sẽ hình thành nên một cái gia đình, người ta gọi là gia đình tế bào. Gia đình tế bào tức là sẽ gồm có hai bố mẹ và một đứa con, và có thể sẽ có những cái người mà thêm liên quan đến như ông bà nội ngoại hai bên. Nhưng cơ bản đấy là một cái gia đình một con, được chưa? Vâng, cái khoảng thời gian này thì là cái khoảng thời gian khá là kinh khủng đối với các gia đình. Thực tế là chúng ta đều đã trải qua cái giai đoạn này, đúng không ạ? Thứ nhất là thu nhập của vợ chồng thường có xu hướng giảm, bởi vì là người vợ không đi làm từ lúc chửa đẻ đến lúc nuôi con trong khoảng 1, 2, 3 năm. Có những người là phải từ chửa đẻ nuôi con xong phải 3 năm ở nhà chồng nuôi, bố mẹ đẻ, bố mẹ chồng nuôi. Có những người vất vả hơn thì có khi là vẫn phải làm đến lúc 9 tháng xong thì đẻ được 1, 2 tháng xong cũng phải đi làm vì không có tiền, đói quá, đúng không? Nhưng mà tôi muốn nhấn mạnh là cái giai đoạn này là giai đoạn mà thu nhập và tài chính của các cặp vợ chồng là giảm, nhưng tiêu dùng thì lại phải tăng cao, bởi vì đây là tiêu dùng bắt buộc, đúng không ạ? Bố mẹ thì có thể nhịn đói úp mì tôm được, thế nhưng mà con nó phải uống sữa, đúng không? Nó phải uống sữa ngoại, phải sữa xịn, rồi tã bỉm bây giờ người ta dùng, người ta còn không giặt khăn như ngày xưa nữa, thì gồm có là ăn, ngủ, quần áo và khám thuốc men cho đứa nhỏ là rất tốn. Hiện nay ở thành thị thì các bạn thấy là nói chung bình quân chi cho một đứa trẻ sơ sinh từ 0 cho đến 12 tháng là có thể tốn khoảng 3 đến 5 triệu. Nhà tôi xin phép nói cái con số này là cái con số mà tham khảo, mang tính chất là cần thiết nha. Chứ còn bây giờ bảo ôi rồi thầy nói thế nhà tôi tháng hết 20 triệu thì không so với nhà chị được, không so với nhà các bạn được. Được chưa? Ta đang nói là ví dụ như là chẳng hạn như là đứa trẻ là ti mẹ rồi ăn sữa ngoài thêm, rồi mua tã, mua bỉm, mua núm ti, mua những cái rồi khám sức khỏe này nọ, thì nói chung 3 đến 5 triệu một tháng là cân đối là khéo. Nếu mà tất nhiên bạn có 20 triệu thì xin chúc mừng, nó như thế là bạn chi tiêu nó rất là rủng rỉnh và con bạn này được hưởng những cái đồ rất là đắt tiền, đúng không? Bây giờ ví dụ mua bỉm, bạn mua bỉm của Mary của Nhật nó khoảng độ 450 nghìn chẳng hạn, nhưng mà nhà người ta không có tiền thì người ta xài cái bỉm có 200 nghìn thôi. Đấy, ví dụ như thế, hay là quần áo người ta mua một cái áo khoảng độ 30 nghìn nhưng mà con bạn là phải mua cái áo 200 nghìn cơ, thì cái đấy nó rất là vô chừng, rất là khó để so sánh nha. Rồi nhu cầu nhà ở tăng cao đấy, bởi vì có con nhỏ muốn ra ở riêng bức bách lắm, hai vợ chồng ở chung với bố mẹ đẻ hoặc ở chung với bố mẹ chồng thì cũng bức bách lắm, đúng không? Đấy, mua sắm nhiều các cái sản phẩm cho trẻ em đấy,
thuốc men đồ dùng, nói chung là nó tốn rất là nhiều tiền. Bố mẹ lúc này chắt bóp lắm, không dám ăn, không dám tiêu đâu. À, để dành mua sữa, để dành mua đồ cho con. À, thì chúng ta thấy rằng là cái nhóm này là cái nhóm mà chúng ta hãy tiếp thị họ để bán đồ trẻ em, bán đồ mẹ bé, chuẩn bị cung cấp các cái dịch vụ về giáo dục, thai giáo vân vân, rất là tốt các bạn nha. Sau này có hai con, cái khoảng cách giữa hai con đối với người Việt là thường là khoảng từ 4 đến 5 tuổi. Tức là đứa thứ nhất đẻ ra khoảng 4 đến 5 tuổi thì người ta sẽ đẻ đứa thứ hai. Tất nhiên tôi đang nói tất cả các chỉ số này đều là chỉ số bình quân. Nhớ lại nhá, là bình quân. Chứ còn nói là nhà em vừa đẻ năm trước, năm sau, một năm đẻ hai đứa, đẻ đầu năm cuối năm thì cái đấy là mình không nói, mình bình quân khoảng 4 đến 5 tuổi là sẽ đẻ đứa thứ hai, đúng không? Lúc này thì bắt đầu là tiền lương được cải thiện lên một chút, cũng chưa tăng đâu. Đấy, bởi vì là người vợ đã có thể đi làm nhưng mà nuôi một lúc là lúc này ngày xưa là có một miệng ăn thôi. Xong là đến độc thân, xong bắt đầu cưới phát về là hai miệng ăn. Xong bắt đầu đẻ ba miệng ăn, đẻ bốn miệng ăn, đẻ năm miệng ăn, có nhà đẻ sinh đôi sinh ba vất vả lắm. Rồi, thu nhập thì tăng lên một chút nhưng mà tiêu dùng thì tăng lên kinh khủng. À, người vợ đi làm thêm được một khoản lương nhưng mà hai đứa nhỏ. À, bây giờ tháng mất 7 8 triệu, 10 triệu rất căng thẳng. Xong rồi cái đứa lớn đi học, học trường quốc tế hay là học trường tư rất nhiều tiền, đúng không? Lúc này là xu hướng mua các sản phẩm tiêu dùng. À, cũng cho con cái là chính, và bố mẹ thì cũng chú ý đến các cái vấn đề về ăn mặc dinh dưỡng, vì bố mẹ lúc này bắt đầu bước sang cái tuổi 30 33 là bắt đầu thành công trong công việc. Dù ở nhà là cũng làm ô sin làm con sen nhưng mà đi làm thì vẫn phải làm công chúa bảo hoàng đó. Nhu cầu cho giáo dục cho con cái, nhu cầu tiêu dùng các sản phẩm đồ chơi, các sản phẩm dinh dưỡng, các sản phẩm phát triển trí tuệ cho trẻ. À, các sản phẩm mà kết nối gia đình với nhau, ví dụ như là du lịch gia đình. Đấy, rất là nhiều nha. Vâng, quan tâm đặc biệt đến cái sản phẩm dinh dưỡng sức khỏe và cho gia đình, ưu tiên cho con cái. Vâng, cái giai đoạn tiếp theo đấy là con cái bắt đầu lớn rồi, nó lưng chững rồi, đứa thứ nhất là khoảng 10, 12, 15 tuổi, đứa thứ hai khoảng 5, 7 tuổi, lúc này người ta bắt đầu rất là nhàn. Cái nhóm này thì bắt đầu con cái lớn lên rồi, thu nhập tăng cao và người ta bắt đầu tiêu dùng thêm những cái sản phẩm cho gia đình, rồi thì các sản phẩm cho bản thân, ví dụ như là vợ chồng muốn là quay trở lại cái hồi mình còn trẻ đi du lịch, trốn trốn con đi du lịch và tiêu dùng rất là mạnh. Tất nhiên vẫn đầu tư cho con cái nhưng bắt đầu người ta tái đầu tư cho bản thân người ta nhiều, học tập, nâng cao kiến thức, nâng cao cái kỹ năng nghề nghiệp, lên chức lên quyền đấy. Thì cái ngoài các cái khoản chi phí cho gia đình con cái thì họ bắt đầu đầu tư nhiều cho bản thân, đồ trang thiết bị, đồ điện tử, đồ các cái chuyến du lịch, rồi các cái dịch vụ nghỉ dưỡng xa hoa, thì cái nhóm này là bán rất là tốt, đặc biệt là nhà đất hoặc là bất động sản, đúng không? Rồi cái giai đoạn tiếp theo đấy là cái tổ ấm trống vắng, tức là con cái bắt đầu tự lập dần, tài chính ổn định. Tầm này con bắt đầu đi học đại học, mà có thể con cũng đã có bạn trai hoặc bạn gái, tình hình tài chính tốt, đúng không ạ? Không còn phải đầu tư quá nhiều chi phí cho con cái, có thể thậm chí con cái đã kiếm được tiền đó, cũng không có nhu cầu gì nhiều bởi vì mọi thứ đã mua sắm đầy đủ cho gia đình hết rồi. Ví dụ như có nhà, có tivi, có tủ lạnh, có xe ô tô, có xe máy, có tất cả mọi thứ, nói chung ví dụ như thế, mình nghĩ đi nghĩ lại chả thấy có gì cả. Thì lúc này cái nhu cầu thì làm gì chỉ có thể là nâng cao thôi. Ví dụ như trước đây thì tôi mua cái tivi 30 inch thì bây giờ tôi mua cái 60. 60 xem chưa đã, tôi mua cái 100. À, trước đây tôi dùng cái máy tính 10 triệu thì bây giờ tôi mua cái máy 50 triệu, ví dụ thế. Thì cái này nó bắt đầu là tiếng Anh nó gọi là upgrade, tức là mình lên đời. Hay là trước đây tôi khó khăn tôi nuôi con thì tôi mặc đồ 200 nghìn một cái áo nhưng bây giờ tôi phải mặc 2 triệu bởi vì thu nhập của tôi tốt. À, tôi bắt đầu mua thêm những cái bất động sản, mua thêm những cái tài sản để tích lũy, để cho con cái và để dành tiền cho con để đi du học vân vân. Đấy, thì lúc này thường có xu hướng là mua sắm các vật dụng bền xịn cao cấp, nhu cầu giải trí du lịch du học tăng cao nha, có nhiều đóng góp cho xã hội, đúng không ạ? Đấy, muốn đi du lịch, muốn làm những việc tốt, đấy là cái đặc điểm cũng rất là tốt. Đấy là tiếp tục cái giai đoạn tiếp theo, bắt đầu con cái lớn lên và trưởng thành và bắt đầu con cái là dựng vợ gả chồng. Lúc đấy là tôi bắt đầu là
râu tóc bạc phơ rồi, râu dài nó rốn rồi, đúng không? Tóc bắt đầu hoa râm đấy, đúng không? Thì lúc này là cái nhu cầu là gọi là con cái ổn định gia đình là quan trọng nhất, đúng không? Và các cái mối quan tâm đấy là sức khỏe, y tế, giải trí, tham gia vào các câu lạc bộ người già, câu lạc bộ yoga gì đấy, hay là gym fitness. Bắt đầu là một số người là trục trặc về góc độ sức khỏe, ốm đau bệnh tật, đối mặt với những cái vấn đề sức khỏe. Rồi thì nam giới thì bước sang giai đoạn là gọi là chuẩn bị là mất khả năng sinh sản. Nữ giới thì bước sang giai đoạn là tiền mãn kinh bốc hỏa và sẽ có rất nhiều trục trặc về quan hệ vợ chồng, vân vân. Thì nhìn chung cái nhóm này nếu mà các bạn muốn bán cho họ thì du lịch, sức khỏe và thực phẩm sạch cao cấp đấy, rồi thì những cái đồ cao cấp là họ rất là quan tâm nếu như họ có thu nhập. Còn họ không có thu nhập thì họ vẫn phải nai lưng ra làm thôi, vẫn không khác gì cái lúc thời tuổi trẻ cả, bởi vì vẫn phải cày cuốc lo cho con cái. Thậm chí những cái gia đình mà con cái có giáo dục không tốt còn bị con cái nó đẩy ra ngoài đường cơ, cũng rất là khó khăn, đúng chưa? Thì mình hướng tới là gì? Các sản phẩm về đầu tư, về bảo hiểm, về hưu trí là rất là quan trọng nha. Và cuối cùng đấy là người già độc thân, ví dụ như là một trong hai người vợ hoặc là chồng của người này đã chết, con cái đã có gia đình riêng, đấy, trợ cấp bằng lương hưu, thu nhập lúc này rất là giảm, có thể là lương hưu hoặc thậm chí không có lương hưu, sống qua ngày đoạn tháng, không có tiền, rồi thì con cái phải trợ cấp, vân vân. Lúc này thì không mua sắm gì nhiều đâu, chỉ có hai cái nhóm quan trọng nhất, đấy là nhóm thực phẩm cơ bản, thức ăn đồ uống thôi, và thứ hai là nhóm thuốc men. Đấy, chứ còn du lịch thì cũng không nhiều. Nhiều gia đình ở thành thị bố mẹ còn trẻ khỏe thì còn đi du lịch đây đó một tí, chứ còn ở quê thì có khi chỉ ở nhà. Đấy, ăn uống cơ bản, cỗ bàn. Đấy, nói chung là một tháng chi tiêu khoảng 2-3 triệu là đủ, thậm chí 1 triệu cũng đủ. Tất nhiên là chẳng bao giờ là đủ cả, 100 triệu cũng không không đủ, nhưng mà ý tôi nói là tùy vào cái nhu cầu. Đấy, những người già ở quê thì 2 triệu một tháng, 1 triệu một tháng là đủ. Cơm ăn 3 bữa, quần áo mặc cả ngày, thuốc thang uống đều đều. Để sáng dậy để sinh hoạt, vệ sinh rồi đi tập thể dục này nọ, thế là ok. Thì cái lúc này là gần như là họ không còn là khách hàng nữa, họ sẽ ăn uống theo con cháu của mình, mua sắm những cái vật dụng là con cháu mua cái gì thì dùng cái đấy. Họ không có nhiều cái thu nhập, trừ những người mà thuộc cái nhóm 5% là nhóm những người giàu, có lương hưu, có tài sản, gọi là đầu tư, ví dụ như là mua mấy cái nhà rồi cho thuê tháng có 100 triệu thì sợ cái gì, đúng không? Rồi đấy, không phải là người tiêu dùng chính nữa rồi, mà con cái, thậm chí thích cái gì cũng phải cho con cái. Từ những cái đặc điểm này thì rút cho các bạn là có những cái cách nhìn làm sao mà để tiếp cận khách hàng trọn đời, và triển khai các cái chiến dịch marketing, các cái sản phẩm phục vụ cho từng nhóm khách hàng và hiểu cái tâm sinh lý của từng cái nhóm khách hàng. Chưa kể đến là ngày nay internet, mạng xã hội và công nghệ 4.0 đã làm thay đổi rất nhanh cái hành vi, cái suy nghĩ và cái sự chuyển đổi của khách hàng trong cái nhóm này nhá. Vì vậy chúng ta vừa phải chú ý đến cái tôi gọi nó là cái vòng đời, cái chu kỳ của con người, ai cũng sinh lão bệnh tử thôi. Đấy. Nhưng mà lại kết hợp là sinh lão bệnh tử trong cái bối cảnh 4.0. Các cụ già bây giờ cũng cũng xài smartphone, cũng lên mạng xã hội với con cái, mình cũng phải tiếp cận. Các cụ già bây giờ cũng tập yoga tại nhà, cũng mua thức ăn healthy vân vân, kiểu kiểu như thế. Thì các bạn cần phải chú ý đến điều đó. Và nếu như mà các bạn có bất kỳ cái câu hỏi nào về bán hàng, về kinh doanh, về chiến lược, truyền thông marketing hoặc là quảng cáo trực tuyến, bán hàng online thì các bạn có thể liên hệ với công ty PA Marketing của chúng tôi, hoặc là giảng viên Nguyễn Phan Anh là tôi, để được tư vấn và trợ giúp. Chúng tôi có những cái cộng sự và có những cái đội nhóm rất là mạnh, có thể tư vấn chiến lược cho các anh chị các bạn và đảm bảo giúp các anh chị các bạn bán được nhiều hàng hơn và tăng trưởng được doanh số và tận dụng được các cái sự thay đổi của cái quá trình chuyển đổi 4.0 ngày nay. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn các anh chị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong cái video chia sẻ tiếp theo. Xin cảm ơn.